quá đâu. Điều em không thích ở người phụ nữ là cái gì? Sơn móng tay màu đen, màu đỏ vậy á. Tại hồi nhỏ xem Tây Du Ký á, mấy yêu quá quái vậy á. Mặt có tinh rồi ha, móng cái đầu vậy ha. Ghê lắm đúng không? Ghê ghê. Chết rồi. Mời bạn nữ. Chào chị Cát Tường. Chào. Bạn nữ nói trước đi, bên đây bạn nam đang rung tay lạnh ngắt như đá luôn rồi đó. À, em tên Hoàng Thị Thùy Linh, 25 tuổi, hiện em là một thiết kế đồ họa. Quê đâu bạn? Dạ em quê ở Tây Ninh ạ. Tây Ninh. Rồi. Rồi giới thiệu đi bạn nam. Dạ dạ. Em mang tên Phạm Thanh Tâm. Dạ. Tâm đến từ Bình Phước. Bình Phước. Ở nghề hiện thiết kế nội thất ạ. À, thiết kế nội thất à? Dạ. Đồ họa với thiết kế nội thất cũng giống nhau. Bao nhiêu tuổi bạn? Dạ. Năm em 27 tuổi. Có mấy mối tình rồi? Cũng ít lắm ba. Ít lắm hả? Ba. Kéo dài bao lâu? 2 năm. Rung quá hả bạn? Hít dạ. Thở sâu vô đi bạn. Dạ. Trong thời gian bên đây tâm sự là mình phải lấy bình tĩnh lại nha. Mình có thể giới thiệu cho mình một chút, có những cái điểm mạnh, điểm yếu nào? Sở trường của em á thì hay ảo tưởng sức mạnh. Sức mạnh của em là cái gì? Ví dụ như là em hay soi gương và em thấy em đẹp, đi tắm em hát thì em thấy em hát hay. Em nấu ăn á, mặc dù không ai khen ngon hết nhưng em vẫn thấy nó rất là ngon. Tự tin tốt. Thì em coi như em đang tắm đi, em hát một bài thử coi mọi tắm người. Tắm ở đây đông quá chị. Kệ, tắm đông hát hay hơn nữa. Cứ yêu nhau và cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Hay hay. Không, không ảo tưởng sức mạnh đâu, có sức mạnh thật sự. Bạn nam nghe giọng hát bạn nữ như thế nào, đã hết rung chưa? Thật ra bên đây cổ hát cô cũng rung dữ lắm. Dạ, giờ em chị đang hồi hộp cho em hát một bài vậy. Rồi, cho luôn. Em rung quá, lấy... Coi lời hả? Dạ, coi lời. Cái gì? Thôi. Sau cho em hát bài. Này mới chép hồi nào vậy? Hôm qua hả? Hôm qua. Sau đây là ca khúc Mắt Đen. Rồi, Mắt Đen. Sâu trong đáy mắt em nói gì, đôi mắt huyền không là cao xa, không thật gần nhưng chưa chan. Khi anh mất lối trên con đường xa, trong đôi mắt em âm lửa soi lối về. Khi anh vấp ngã, mặt em luôn dịu êm rồi đốt cháy lên cho niềm kiêu hãnh tới. Có giấy. Hay, hay, nói chung là hai người hát hay. Ủa, rồi. Ủa đang hay mà dừng giữa chừng vậy? Cầm giấy coi mà đọc chữ không chạy hả bạn? Đọc không kịp. À, vậy hả? Hai cặp này thấy là ổn rồi đó nha. À, tại sao em lại... Ê. Cái câu này nhiều người hỏi em lắm. Thường á, em chơi chung với một nhóm bạn thì người ta gọi là ế đoàn kết đó chị. Tại vì tụi em chơi chung với nhau, chơi đi đâu cũng có nhau hết, nên là rất là khó kiếm được một người khác để tụi em quen. Trời ơi. Mình cần tìm kiếm một người đàn ông như thế nào? Em muốn tìm một người chín chắn hơn em, tại vì em còn nhiều suy nghĩ hơi con nít quá. Với lại là anh ấy có một xíu gì đó hơi tăng động để có thể hòa nhịp được với em. Rồi bây giờ tăng động hả? Dạ, em tăng động lắm. Tăng nha chứ phải nâng nha. Tăng động là nó hơi mất ổn định chút. Bây giờ chị hỏi nè, cái nhóm bạn thân thiết của em á, rồi là hôm nay biết em đi tham gia chương trình không? Dạ biết ạ. Rồi bây giờ mấy mốt mà có bạn trai rồi thì bây giờ cái thứ tự ưu tiên là như thế nào đây? Nhóm ế em phải tách cái nhóm ế bền vững nó ra, em mới hết ế chứ. Thì em sẽ sắp lịch là sắp lịch sao? Em đi chơi bạn em, rồi những ngày khác thì em đi chơi với anh ấy. Em yên tâm đi, mai mốt cái bạn của em á ha, một năm gặp em được một lần. Tiếng sét ái tình nó ghê lắm. Rồi, dạ. Bây giờ bạn trai bạn cần một cái người bạn đời của mình như thế nào? Về ngoài hình nó chúng ta phải độc và lạ. Độc và lạ. Quá độc luôn, quá lạ luôn. Ủa mà bạn có cái gì lạ không? Có. Dạ, nói vấp cái vậy, cũng lạ. Tôi phải coi cái lạ này lạ sao mới được. Không, cũng bên đây cũng độc lạ lắm á. Quá lạ, quá độc. Điều em không thích ở người phụ nữ là cái gì? Sơn móng tay màu đen, màu đỏ vậy á. Tại hồi nhỏ xem Tây Du Ký á, mấy yêu quá quái vậy á. Mặt có tinh rồi ha, móng cái đầu vậy ha. Ghê lắm đúng không? Ghê ghê. Chết rồi, thôi rồi. Chưa gì hù uổng tiêu rồi. Dạ đây. Bạn bên kia, bạn có yêu cầu gì bạn trai của bạn không? Hả? Trời ơi! Chết rồi!
Cái này độc lạ đó. Dạ. Em không thích gì ở người con trai? Dạ em không thích người con trai ở dơ á. Mấy ông nghệ sĩ cũng hay kiểu bụi bụi đó, ta gọi là bụi. Dạ. Bụi khác còn dơ khác anh. Dơ nếu như mà giữa một người đàn ông chung là hói với một người đàn ông tóc dài, em chọn cái nào? Dạ em chọn tóc dài. Mà tóc dài thường dơ dơ. Không, tóc dài vẫn ở sạch được chị. Sạch tóc được. Em dài lắm. Nhưng ông em ý anh nói là nhà, anh nói thường những người họa sĩ họ hay bụi đó, bụi quá. Thành ra đôi khi bụi bặm luôn. Ừ, nó bặm bụi bặm luôn á. Dạ em biết, tại vì em chung ngành em đúng biết. Rồi cái ngành nó kỳ lạ lắm. Dạ. Nhất là mấy ông họa nhưng sĩ. Nhưng mà bụi khác còn với vấn đề dơ là khác nữa anh. Ví dụ như là anh đi ra đường mà anh nhìn ai mà cái cổ áo nó hơi lung loang là anh biết liền. Coi cổ áo nãy quên coi cổ áo. Đen dữ vậy ta. Có thâm kim không? Quá áo đen quá. Nếu mà áo đen chứ không phải là do cổ bảnh thì bảnh chấp nhận được. Không thích gì người đàn ông nữa? À, em không thích một người đàn ông quá trắng. Đúng rồi, anh thích người đen bởi vì anh đen. Trắng quá mà về quê em mà làm rễ xong đi lên không ai nhận ra đâu. Em không thích một bạn nam là béo quá, gầy thì được, hông hô, móng thì được. Trời ơi gì lạ vậy? Mày nó hông hô không móng. Tại sao móng mới được mà hô không được? Mà nửa hô nó móng thục vô thục ra đó. Nhưng mà tại sao không hông hô mà móng thì được? Nhớ hô khó hông lắm. Cũng món cũng khó không vậy? Đỡ hơn em. Yêu cầu này lạ, đọc quá. Bên đây đúng là đọc lạ đấy em. Bây giờ có lẽ mình gặp người thân chút xíu đi. Em có đi với người thân không? Có anh đi với anh rể và hai chị ruột. Chào anh Linh, chào chị Cát Tường. À chào anh. Anh thấy yêu cầu của bạn nữ bên kia có hợp với em trai mình không? Em thấy rất hợp ạ. Nhưng mà cô bên này có vẻ không hợp với bên kia đúng không? Có gì du di qua lại vẫn được rồi chị. Du di hả? Dạ. Quan trọng chị ruột nè. Dạ, em thấy cũng được ạ, cũng dễ thương. Em hơi ngang bướng á, em không biết là bên gia đình mình có dễ không? Có bắt làm dâu không chị ha? Bên gia đình dễ. Dạ. Đây là Úc mà, cho nên là ở riêng cũng được. Đáng lẽ Úc là phải làm dâu. Quê miền Trung á là trưởng là mới ấy, còn Úc thì ở riêng cũng được. À, chị nói vậy là khỏe rồi. Rồi dạ. Bên kia coi em đi em với... Em hôm nay đi có người thân đi theo không? Dạ, có chị gái ruột của em và một bạn cùng phòng à. Rồi, chị gái ruột. Chị xinh quá à. Chị có người yêu chưa? Dạ chưa luôn ạ. Chưa hả? Sao chị không ngồi đây trước mà em ngồi trước? Dạ chắc để em nó đi trước mở đường. Rồi. Đó bên kia nhìn thấy chị vậy là biết em cỡ nào rồi. Dạ, nói chuyện với chị đi. À, chào chị. Bằng tuổi chị. Bằng tuổi với giai dế gì là lấy em ta phải kêu bằng sau chị. Này về nếu mà chịu kêu em bằng chị thì cũng được. Giờ kêu luôn đi. Chị. Nói chuyện với chị đi. Dạ thế bạn nam cũng nam tính, cũng chững chạc, thấy cũng hiền. Có dơ. Dạ không dơ. Áo trắng tinh khôi luôn. Chắc có tiềm năng là giải cứu em gái em khỏi hội ế được. Em đưa bàn tay em lên cho anh này nhìn thấy coi. Trời ơi. Xanh không không. Thôi, mình kéo màn lên cho hai bạn gặp nhau đi. Gặp đừng có lắp bắp, ráng lên nha. Mở màn lên là em đưa vậy cho chị. Đó. Đó, vậy đó. Bắt đầu. Coi chừng cái máu á. Coi cái bàn tay coi được không? Được à. Được. Đâu mà được mà hồi nãy nó không được, bây giờ biết được. Thấy xinh quá rối rồi. Tôi nhìn thẳng vô mặt, tôi nhìn đâu lên đây? Nhìn có thằng làng hả? Nhìn thẳng ngon lên, nói chuyện nha. À, hỏi em là đi chỗ khi yêu á, dạ. hay là vợ kết hôn, em cần những gì ở người đàn ông? Em cần một người đàn ông là biết chăm lo cho gia đình, nhưng mà thích đi du lịch. Tại vì là em thích đi du lịch lắm. Giống anh đi ấy, em đi phượt á, bụi á, đi ấy. Anh thấy sao vậy em? Đẹp tay đẹp, nó khác. Trời bởi vì cáo trở dễ sợ lật lọng. Em á thì tính em ngang lắm, nói ra là em cãi cho sướng thì thôi, cãi đối lý rồi thì lúc đó mới nhận sai. Rồi. Anh có chịu nổi không? Anh nói em cãi đâu có lợi điểm á. Không có vô cãi là bó tay rồi đó. Cô nữ là khi mới sinh ra là phải cho chịu nhiều ấy, rồi nhiều quá thiệt thòi, mang nặng đẻ đau, hay là anh là gái là đối xử là run rồi. Run quá. Em đâu làm gì anh nên sao anh run dữ vậy. Bây giờ em thử nói rồi. Em dễ thương quá, anh yêu em, thử rồi được không? 2, 3. Em đáng yêu á.
Dạ. Không, nói nguyên câu dài. Em dễ thương quá, anh yêu em. Được rồi, có giáp không? 2, 3. Em dễ thương quá, I love you. Nói chung là có sáng tạo, không thích làm giống ý. Câu đó được không? Tốt, tốt. Tới cái gì nói dấp với câu đó là không bao giờ dấp rồi, thấy không? Giờ đây đông người anh run vậy không nói ra ngoài, có hai người anh cũng run vậy thì sao? Em, hai người là anh không run đâu. Không run, là không vấp. Lúc em sẽ... ấy nhìn X-Men đó. X-Men là... X-Men. À vậy hả? Em chỉ sợ là y tế X rồi. Em... tao thích đi... dưới mưa, không phải mưa to nha. Dạ. Không phải sấm sét, mưa phùn nữa. À. Để anh hướng cho em che sau này, để anh cảm thấy anh to to ra tí. À. Nhưng mà hình như em thấy anh không to. Không to nhưng mà cao. Khỏe rồi. Bình thường anh bát được mấy bao gạo? Nhiều. Nhiều là mấy bao, khoảng bao nhiêu ký? 60 ký. À vậy thì giúp đất nổi không? Hết, hết ở lo nhà thì được, còn cái bây giờ cái, hết thử rồi, ta lấy chồng mình phải coi giò coi cặn chứ, thấy ốm quá sợ. Nhiều nhiều anh cãi đó, 20 cái. Bắt đầu báo cáo hết nào. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đủ chưa? 9, 10 hết nổi rồi. 11 chị ơi. 12 trời ơi sắp xỉu rồi, ập mặt đất luôn. 13 14 trời ơi trời. Không nói trời ơi tay lạnh ngắt luôn, lạnh từ đầu tới cuối tao ngồi được rồi. 14 cái cũng tạm rồi hả? Sao cảm giác khỏe chưa? Dạ khỏe rồi ạ. Không, 14 cái cũng được rồi đó. Dạ. Chứ giờ đàn ông là bảo đảm em chừng 5-6 cái à. Rất là dễ thương. Ok. Đây. Giờ lo lắng với cô kia bấm thôi. Quan trọng có bấm hay không thôi đó. Suy nghĩ thật kỹ nha. Đổ mồ hôi rồi. Mồ hôi kề đổ hết trơn. Cho ông hít đất là tạo cơ hội cho ông nóng người lên, ông đỡ rung nữa mà ông còn rung nữa kìa. Chúng ta đang đi đến một cái thời gian khắc hết sức là quan trọng với cuộc đời của mình. Đồng ý hẹn hò, không phải hẹn hò thử mà quyết định một điều gì đó xa hơn nữa. 3 2 1 hết thời gian. Chúc mừng các bạn nha. Nắm tay nhau và cho hết tình. Anh chỉ lo là cô gái cái bên đấy đó, thấy chưa, nó mạnh mẽ thế. Bàn tay yêu quái đó. Sao? Đẹp không? Đẹp. Giờ nắm tay cảm giác sao? Hết rung. Hôn tay cái. Có hôn gì đâu. Không để vậy nè. Cười mũi hả? Không dám luôn á. Hôn gái mà. À, hôn má. Em bất nam có nụ cười đẹp, còn bó nó hai nữa mới đẹp. Mẹ em cũng muốn có cháu nội lắm luôn rồi. Em nghĩ là làm dâu cũng có cái tốt. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào tất cả khán giả. Chào bạn. Mời bạn nam. Chào bạn. Dạ, em tên là Phan Minh Phát, năm nay em 28 tuổi, hiện tại em đang làm nhân viên tài chính. Trước đây thì em đã từng du học cũng cỡ 8 năm. Dạ, có bằng thạc sĩ rồi làm bên Mỹ 1 năm rồi mới qua đây làm hơn 1 năm thôi ạ. Rồi, tới bên đây. Em tên là Nguyễn Thị Lan Phương, 23 tuổi. 23 tuổi. Hiện nay làm quản lý bán hàng và marketing cho công ty sự kiện. Mình đã có bao nhiêu mối tình rồi? Có 3 mối tình rồi. 3 mối tình rồi. 23 tuổi có 3 mối tình là cũng hơi nhiều đấy. Cũng khá. Dạ, biết yêu từ năm lúc mấy tuổi bạn? Dạ, từ năm lớp 11. Mối tình gần đây nhất là mình chia tay bao lâu rồi? Dạ, 2 năm rồi chị. 2 năm rồi, thế tại sao 2 năm nay không có mối tình nào nữa? Tại nói chung là đợt trước có quen cái người mà không tốt lắm. Cho nên là dù bây giờ mình quen ai mình cũng cẩn trọng hơn. Chỉ là quen là muốn xác định là ai được thì quen lâu dài luôn. Là mình tính ngày nào tới tiến tới hôn nhân? Thầy bói nói 2 năm mới đẹp. Thầy bói nói 2 năm nữa mới đẹp, hay đi coi bói lắm hả? Dạ không, coi tử vi trên mạng á chị. Rồi coi tử vi có nói tuổi nào hợp với mình không? 85. 88. Em 88 chị. 88. Vô rồi. Ai bên kia là ta trải qua 3 mối tình rồi. Còn mình lý do tại sao ế đi ra qua nước ngoài làm việc 8 năm rồi về đây nữa.
sao ế được. Cuộc đời nó có những cái mà nó ngồi đó. Bản thân em ra ngoài em diễn thuyết, em nói làm bất cứ điều gì, nhưng mà khi mình tiếp xúc với con gái thì em rất là run. Em nhắc gái nhỏ giờ rồi nó khó rồi. Vậy mình run trước mấy mối tình rồi? Dạ mới có một rồi. Việt Nam hay là ở bên nước ngoài bạn? Dạ ở bên nước ngoài. Rồi sao chia tay? Dạ tại vì là bạn kia thì bạn có chí hướng là ở bên nước ngoài để bạn công tác, còn mình thì mình phải về Việt Nam, mình trách nhiệm gia đình này kia, thành thử ra nếu người ta học thạc sĩ xong là ở bên kia luôn. Tư tưởng em nghĩ rằng là ở đâu làm cũng được, quan trọng là bản thân của mình á. Ở Việt Nam thì em có gia đình thì em phải có trách nhiệm của em, và em cũng phải biết giữ lấy cái cội của mình. À bây giờ mình đã muốn kết hôn chưa bạn? Dạ muốn lắm rồi chị, mẹ em cũng muốn có cháu nội lắm luôn rồi. À dạ. Vợ có phải làm dâu không bạn? Dạ có ạ. À đó, thấy không ngộ ha. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái cuộc hôn nhân sắp tới chưa? Dạ chuẩn bị sẵn sàng rồi. Dạ. Được là dạ. Cưới luôn đúng không? Dạ. Rồi để mình hỏi bạn gái bên đây xem bạn em có chịu làm dâu không? Dạ làm dâu được ạ. Em nghĩ là làm dâu cũng có cái tốt. Sau này mình có công việc gì đó bận rộn thì bố mẹ có thể hỗ trợ. Chính xác. Dạ. Với lại đặc biệt là em rất là thích nấu nướng, nấu ăn cũng khá ngon, nhưng mà có một cái khuyết điểm cũng chắc cũng lớn, không thích dọn dẹp nhà cửa lắm. Ồ sao giống chị quá vậy? Hơi dẻo miệng chút. Hơi dẻo miệng. Cũng được lòng phụ huynh lắm. À vậy hả? Dạ. Còn những cái khuyết điểm của mình? Em hơi thẳng tính, có gì thì hay hụt tuyệt ra vậy đó. Chắc đặc điểm của con Bạch Dương á. Trời ơi, cô này có vẻ mê tín quá ta. Nhưng mà nó nghe là mình có cái đưa ra cái chuẩn, cái mẫu người đàn ông mình cần tìm không? Chị biết Song Joong Ki không? Trong phim á. Nhưng mà em thích cái, em ý em là em thích nam có nụ cười đẹp. Tôi qua tôi coi cái mà. Xoay qua đây cười cái coi. Nụ cười này đẹp không anh Linh? Người có duyên, mỗi người có một cái nụ cười riêng, không ai giống ai được trơn. Có khi mình thích nụ cười kia nhưng mà về đây có nụ cười này không đẹp bằng nụ cười kia nhưng mà thích hơn. Anh không thích cái điểm gì ở người con gái? Chú trọng quá nhiều ở vẻ bề ngoài của người đàn ông. Chị mới lừng khừng cái nụ cười cái là em nói chị á phải không? Dạ không, không, không nói chị. Ý em nói là giống như là bản thân của em là em không có chú trọng về bề ngoài của đối phương nhiều lắm. Vậy thì bề trong của em có cái gì đặc biệt? Tính tình em ít nói, hiền lành, keo kiệt với bản thân nhưng mà hào phóng đối với lại mọi người xung quanh. Keo kiệt với bản thân là sao mà hào phóng với người xung quanh là sao? Thì em đi làm rất bình thường, cũng nhiều khi tô phở với bánh mì thôi. Rồi. Nhưng mà giống như nếu mà người yêu của em mà bữa nào mà thích mà đi ăn gì đặc biệt đó là giống như đi quất cái nhà hàng sang thì em sẵn sàng em chở em đi thôi. À, nhưng bản thân mình thì cũng tiết kiệm nhưng mà với bạn gái là cỡ nào cũng chơi. Dạ. Nhớ nha. Dân gian tao nói là dạy gái. Có đó gọi là ga lăng thiệp cái gì đâu. Với lại vợ mình phải sợ chứ, phải học hỏi anh Linh vậy là gia đình hạnh phúc vững bền. Đúng không em? Quên, đi học 8 năm ở bển về ít nhất phải có tiếng Anh rồi gì chứ, làm bạn hát tiếng Anh rồi gì coi. Thì bắt đầu nói chuyện với Di Tường bằng tiếng Anh đi. Thôi khỏi, khó qua hát tiếng Anh đi cưng. 2, 3. You must believe fairy tales come true, ever after happily dreams come true, just believe in me. Sao ta hát mà anh lên gãi đầu vậy? Anh không hiểu. Sao nó anh... kể về mối tình giữa hai người mà mong muốn là giống như nó trở thành một cái chuyện cổ tích như vậy đó. Rồi. Không mà nó nghe nè, sao hát giống đập quá vậy? Em đâu nói em hát hay đâu chị. Người ta có cái khiếu thì dịch ra vậy thôi được rồi, đừng có đòi hỏi lớn quá. Em đi hát mà em rồi. Em làm hát bản hát gì mà cho nó xôm xôm lên coi, anh Kiên hát buồn quá à. Dạ. Anh Kiên hát buồn nhưng mà anh dễ thương lắm. Rất là thân thiện. Rất là hậu luôn. Hôm nay em thích hát dữ lắm luôn. Mà tự nhiên em bị cúm. Kệ nó sao đâu, hát cúm hát tao hát cúm. Còn giọng em hát được đó. 2, 3. 2 AM and the rain is falling. Thôi khó quá, bỏ qua luôn đi. Bỏ qua đi anh. Em cúm rồi. Đoạn nó cho qua đi. Mình sẽ cùng giao lưu với người thân để xem ý người thân thế nào ha. Hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có bạn thân nhất mới từ Đồng Nai lên tham dự. Từ Đồng Nai lên tham dự luôn. Rồi, bạn thân đâu? Dạ, em chào anh Quỳnh Linh và chị Cát Tường. Rồi, chào em. Em thấy anh bên đó như thế nào? Có hợp với bạn mình không? Dạ, hợp đấy ạ. Thấy nụ cười anh đẹp không? Dạ, cũng rất là có duyên ạ. Chà. Em có bao nhiêu anh em? Dạ, em chỉ có một thằng em thôi ạ. Có thằng anh nào không? Dạ không. Hôm nay ngoài em trai của em, có mẹ em hả? Dạ có. Quá tốt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi ý kiến của cô thế nào? Phát là người đàn ông của gia đình thật thà và hiền lành. Chính là chỗ đó nó hơi kém như bạn gái á. Thật thà chất Phát từ từ sao có cái gì quý báu sẽ tự tìm đến. Mời em trai của Phát, em thấy tình hình có phát triển được không? Dạ em thấy là có thể phát triển được á, tốt luôn á. Tốt luôn ha. Dạ em thì không dám có ý kiến cho anh hai nhiều nhưng mà có cơ hội thì có thể thử. Thử gì? Thử hẹn hò á chị. Thử hẹn hò thiệt luôn chứ thử gì nữa. Em có câu nào em muốn nói với bác không? Dạ. Bác ơi, bác có khó tính không vậy? Mình rất là thích người phụ nữ của gia đình biết nấu ăn là tốt rồi.
Không, anh nghĩ một người mẹ mà đến đây đó thì một người mẹ rất là hiểu tâm lý của con. Và người mẹ này không có khó tính đâu em. Không, thì thật sự mẹ em không có khó tính. Không có khó đâu. Mà chỉ có nhiều khi lâu lâu dễ bực. Đúng rồi, có nhiều chuyện bực phải la lên chứ. Nhưng mà đây cũng phải là một bà mẹ chồng khó tính ha. Dạ, không phải. Khó đâu, đây bà mẹ rất hiện đại. Dạ. Anh thấy được rồi đó, em về làm dâu về được rồi đó. Có gì anh chịu trách nhiệm cho. Mẹ là tán thành rồi đó. Em trai cũng đồng ý, thấy cũng hợp lý rồi. Còn điểm gì nữa ta hỏi trực tiếp với nhau luôn cho nó rồi, dễ. Rồi, chúng ta kéo màn lên đi. Đấy, các bạn có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Nhắc tuồng, trời ơi, để mẹ nhắc tuồng nó phát, phát ơi, nó chết rồi. Tại em. Thấy chưa, mẹ vậy là không bao giờ khó tính, mẹ ga lăng hơn con luôn nữa. Cho anh hỏi quan điểm tình yêu của em đó giờ là sao? Tình yêu là chỉ có một thôi, không có chia năm sẽ bảy gì hết trơn á. Tính em có hay ghen không? Ghen miệng thôi, nhưng mà tin thì nhiều hơn là ghen. Anh có lăng nhăng không? Không, anh đó giờ anh chung thủy. Anh thấy em sao? Nhìn em dáng đẹp. Không, em mập lắm. Thật sự đối với anh thì hình dáng bề ngoài nó không có nặng lắm, quan trọng là cái tâm hồn. Nhiều khi em nóng á, em cũng hay xấu tính một chút, nhéo rồi quýnh. Anh có thoải mái không? Thà là em nhéo em ấy thôi, chứ em đừng im lặng anh sợ. Nhéo nhưng mà nhéo nhéo vừa thôi, nhéo yêu thôi chứ nhéo đau quá, bầm tím ta cũng không được nha. Nhéo chỗ kính á, nhiều khi cái mặt của người ta vậy mà cắn nhéo lên chở người ta đi làm không được đâu ạ. Dạ. Thấy nụ cười anh đẹp không? Dạ cũng dễ thương. Đó, vậy được rồi. Lấy nhau là con cái rồi sao? Con cái là của trời thôi chứ. Ẩm cho mới đẻ chứ, của nào mà trời cho. Ý là mình không cần phải kiên cử hay kế hoạch gì hết. Trời ơi, ra nguyên đội banh luôn hả? Không, ý em là mình không cần phải, dù như là nhiều người kết hôn xong thì mấy năm sau người ta mới có con chẳng hạn. Đúng rồi. Mình thì không cần như vậy. Đúng rồi. Cứ tới đâu hay tới đó, không sao hết. Em lo được, thành thử ra tới đâu hay tới đó. Em cũng không ép vợ nữa. Nói chung là vợ khi nào kêu thâu thì thôi. Sao đó con? Rồi, chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định đồng ý hẹn hò hay là không hẹn hò. Chọn hay không chọn. Đồng ý thì nhấn vô. Suy nghĩ cho thật kỹ bạn nhé. Rồi, mời bạn Nam để tay nút bấm. 1 2 3 Nắm tay nhau một cái xem nào. Nhắm nắm tay em được không? Đây là những chiếc vé xem phim. Dạ. Một cặp loa của Sao Mắt i5. Dạ. Nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Dạ, để tặng hai bạn. Hy vọng rằng với cái sự hiện diện của gia đình hai bên ngày hôm nay, cùng với sự thỏa thuận các bạn về tính tình, về những cái nỗ lực trong tiến tới hôn nhân đó. Dạ không, xem phim đi cái khác được không anh? Được thì cứ xin má đi. Hỏi anh chi? Đây người có quyền đây nè. Dạ xin má cho phép con tối nay con dẫn bạn đi đập dập. Rồi. Chào bạn. Dạ em chào chị Quỳnh Linh. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào quý vị. Dạ quỷ sứ thấy ghét nha, làm mắc cỡ lắm nha. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Khải, em sinh ra và lớn lên tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Khải đang làm chuyện gì? Dạ em đang làm điều hành xe cho một công ty du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng là hướng dẫn viên du lịch. Nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 24 tuổi ạ. Mời bạn nữ. Dạ chào chị Cát Tường, em chào anh Nguyễn Linh. Em tên là Hoàng Nguyên, em năm nay 24 tuổi, em ở Đồng Nai và hiện em đang là giáo viên. À, giáo viên dạy cấp mấy? Dạ em dạy cấp 2. Cấp 2. Mình dạy môn gì? Dạ em dạy toán với tinh học. Mà đi dạy vô lớp là mình nghiêm không hay là mình giỡn vui vẻ với học trò? Dạ thực ra cũng tùy lớp chị. Có đôi khi á cái lớp nó nói em dữ, có đôi khi lớp kia em hiền. Mà xưa giờ mình có mấy mối tình rồi? Dạ một. Một, chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng 3 năm. Bây giờ mình muốn lấy chồng chưa hay là muốn tìm bạn để mình tìm dạ, hiểu trước thôi? Mắt thì chỉ muốn tìm hiểu thôi chị. Bao nhiêu lâu nữa thì kết hôn được? Dạ cái đó thì cũng tùy theo cảm xúc của hai người. Rồi, 24 tuổi thì cũng chưa đến nỗi nào ha. Để bạn trai bên kia coi cái ý tưởng của bạn sao. Bên này đang gọi là thiếu dinh dưỡng chút xíu. Ủa là ăn uống cho nó mập mạp lên chút. À ra bên bển nấu món gì ăn được nhiều nhất nè, nói nghe tôi nghe thử coi.
Kho hay là... Kho vịt ha. Còn món gì nữa? Dạ cũng nhiều, cái bình thường nấu ăn hàng ngày thì em làm cũng được hết. Mình có điểm mạnh gì không? Tự tin, sống cũng thiệt tình lắm. Nên là đôi khi mình cũng nhiều người thương. Nhiều người thương mà sao mà bị ế? Cái thương đó không phải là cái thương nam nữ, thì là cái chuyện là giống như mình sống đàng hoàng người ta thương mình thôi. Rồi điểm khuyết điểm của mình là gì? Hơi nóng tính chút xíu, hơi nhạy cảm chút xíu. Nhạy cảm là sao bạn? Dạ em như coi phim mà em khóc xuống nước lu lo vậy, thấy vậy bình thường thôi. Rồi bạn trai, bạn có những ưu khuyết điểm gì? Khuyết điểm của em là đẹp trai. Còn ưu điểm là nói nhiều thôi. Dạ. Còn gì nữa không? Hình như là hết rồi. Bạn có những sở trường, sở đoản gì? Dạ sở trường của em là hát. Hát rồi, hát bài tặng bạn kia. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Em xin hết hả? Làm vợ hết đi em, anh che chở chắc chắn lắm ha. Em muốn tìm một người vợ như thế nào? Về ngoại hình có cái mẫu lý tưởng nào không? Dạ cả cỡ chị được rồi chị. Vậy hả? Dạ. Vậy còn bạn gái mình có đặt ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là người như thế nào không? Sống cũng biết trước biết sau, trang hòa với mọi người, nếu thiệt tình là được. Thiệt tình là được rồi. Cái điều gì em không thích ở người bạn trai? Em thích gia trưởng, không thích vô tâm. Mình có gia trưởng không bạn? Có à. Có hả? Dạ. Gia trưởng cỡ nào? Tức là bắt vợ phải làm theo những ý muốn của mình. Dạ không, không phải là cái gì cũng theo ý muốn được. Bây giờ mình có thể nói công việc cụ thể của em nè. Điều hành xe là sao? Dạ em đang điều hành xe du lịch từ 4 cho tới 45 chỗ. Ừ, ngoài công việc đó làm gì nữa? Dạ buổi tối thì em có đi dạy lớp tình thương ạ. Tức là dạy về... Là em dạy văn hóa cho mấy đứa bé mà có hoàn cảnh cơ nhở tại quận 12. Ừ. Dạ. À, vậy là quá tốt rồi ha. Quá dạ. Tốt. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em có đi với hai em gái của em. Hai em gái. Nào ta nói chuyện với em gái xíu nào. Sao em gái em thấy cô bên kia thế nào? Bạn nữ bên đó rất là dễ thương. Và với tiêu chuẩn mà bạn nữ đề ra thì em nghĩ là anh Khải cũng phải được 80%. Cảm ơn bạn. Đó là đánh giá bên kia lấy. Mình có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ. Mẹ hả? À dạ. Xin chào chú Huyền Linh và cô Cát Tường dễ thương. Theo cái chú này thì cô thấy thì cũng được. Nhưng mà do lát nữa gặp nhau rồi coi có được hay không thì hai đứa hẹn hò. Cô ơi cô, mình, cô có... đặt ra cái mẫu cô muốn mong muốn người con rể mình như thế nào không cô? Rể thì cô cũng mong muốn là đừng có cờ bạc rượu chè, cái đời điểm đó thôi. Dâu thì cô có 4 dâu rồi mà rể cô chưa có. À này rể quý đó. Con rể nói gì với mẹ vợ đi. Dạ con á thì được cái trời sinh con á là con không thích mấy cái đó. Dạ không hút thuốc, không cờ bạc, lâu lâu thì có đi nhậu xã giao với đối tác thôi. Chút đỉnh thì được. Dạ. Dạ vậy là hai gia đình coi như cũng ổn định rồi ha, cũng chịu rồi. Bây giờ không có một cái gì là không được hết trơn phải không? Chỉ cần là thật thà thôi đúng không? Ngoại hình là mập, ốm, gầy, béo, cao, thấp gì cũng được đúng không? Dạ ngoại hình thì cũng bình thường được rồi. Bình thường được phải không? Rồi coi, dễ tính quá. Trời ơi. Ăn thịt kho vịt mỗi ngày ha. Bỏ đi chị. Mình có không có cái mẫu người nói thiệt chứ đừng nói giống chị xấu được. Dạ nói chung là vừa người được rồi chị. Vừa người rồi ha. Dạ. Cái điểm gì mà mình không thích ở cái người phụ nữ lắm? Cắt tóc ngắn. Dạ. Em cắt tóc ngắn được mà em không thích phụ nữ cắt tóc ngắn là sao? Dạ tại phụ nữ cắt tóc ngắn thì em nghĩ nhìn nó nhìn hơi nam tính chút xíu. Không thích. Dạ. Tóc ngắn thôi. Dạ. Còn cái gì nữa không? Dạ không gì là hết rồi. Chỉ vậy thôi. Dạ. Vậy cũng dễ quá ha, đơn giản ghê. Đơn giản mà. Ngày mai về cắt tóc nha em. Rồi để anh xem bên kia thế nào nha. Bạn tưởng tượng chàng trai bên kia thế nào? Em nghĩ chắc cũng giống em quá. Em xin đường. Được. Dễ thương không? Dễ thương. Nào kéo màn lên. Rồi 2 phút thôi nha các bạn. Cố gắng tìm hiểu nhau để mà mình chạm ngõ được trái tim của nhau. Dễ thương lắm nha. Cố gắng nha. 2 phút bắt đầu. Ánh mắt sáng bừng lên mà mí nó không có lên nổi. Em không hòa tặng em. đừng có kêu anh nha, lộn nãy tôi kêu chị rồi qua đó kêu anh đi. Có 2 phút mà cười hoài đi. Trời đất ơi, sao vậy? Bạn thấy mình thế nào? Cũng được, bình thường. Anh không có sao, tại nhà em mấy anh trai em cũng mập y chang vậy á. Mình mở chung nhau chứ tốn cơm lắm. Dạ không.
không, mùa lai em ăn ít. Tại vì ăn nhiều thì nó hấp thụ nhiều. Anh thấy em có vừa vừa người như anh nói không? Cũng vừa. Tuần thì anh làm việc bao nhiêu ngày? 5 ngày, thứ bảy chủ nhật thì anh đi tour. Là anh đi hướng dẫn viên du lịch luôn hả? Sau này có gì dẫn em đi chơi, em cũng muốn đi chơi lắm. Em muốn chơi thì anh cho em chơi đó. Tại thường em ở nhà không à, ít đi. Nhưng mà tính em thì lại thích đi. Vậy đi nhé. Đi nhiều vậy mà mập vậy đó hả? Dạ, đi một chuyện, mập một chuyện chị. Dạ, hai chuyện không liên quan. Cảm nhận về nhau thế nào nói đi. Dạ, bạn nữ khá là xinh. Học với cái thân hình nhỏ nhắn của em. Quan niệm tình yêu thế nào? Theo em thì hai người á, nếu mà muốn bền lâu á thì thứ nhất là phải có biết quan tâm, lắng nghe, chia sẻ, thấu hiểu lẫn nhau. Và đặc biệt là cái sự tin tưởng lẫn nhau. Còn anh thì nói chung anh đến chương trình này anh chỉ muốn tìm kiếm một người vợ biết quan tâm, biết lo lắng, chăm sóc cho gia đình. Đặc biệt là chung thủy thôi. Em thì sống có trách nhiệm lắm. Còn sống thì cũng biết trên biết dưới, lễ phép. Nói chung là cũng tình cảm. Nói chung an tâm với điều đó không sao. Bấm liền đi anh ơi. Khỏi suy nghĩ lên. Từ từ chút xíu. Nhìn thẳng vào mắt nhau nói một câu nào đó. Nào, 2, 3. Mình bấm nha. Không. Ủa anh kêu nói sao không được mà. Đừng có nói cái vụ bấm. Nói sao nó tình cảm mà vô coi. Có cái em đứng trước bạn nữ em run lắm. Đâu có đứng em ngồi mà. Dạ. Nói đi. Tình cảm vô coi, nhìn thẳng vô mắt bạn kìa. 2, 3. Hứa sao cho ta yên tâm đi rồi ta bấm. Em muốn một người chồng thế nào? Dạ thì nếu mà chồng thì em chỉ muốn là biết lo lắng, quan tâm gia đình, biết đối xử tốt với gia đình hai bên thôi. Được không? Cái đó em có dư. Có hứa với tôi chăm sóc người này không? Dạ có. Chăm sóc tới chừng nào? Tới khi nào mà anh Quyền Linh lấy vợ hai thôi. Trời đất ơi. Không, cái cũng được, tôi không bao giờ lấy vợ hai hết. Yên tâm. Rồi, nhớ nha. Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt, hứa. Nãy giờ quay nhiều lấy câu đó thôi đó. Dễ thương lắm á. Rung quá anh ơi. Gì đâu rung. Để tay nút bấm đi. Có má ngồi dưới đó nha. Suy nghĩ thật kỹ nha. Một. Hai. Ba. Thôi vậy chứ. Ơi. Chà, xứng dữ rồi nha, nắm tay cái đi. Nắm tay nhau cái coi. Cười hoài, em cứ cúi mặt em cười nhẹ nhẹ anh rung. Em trai, em thấy sao? Tê tê chị ơi. Tê gì? Thôi xin phép má dẫn đi xem phim đi. Má giật giật chị ơi. Xin phép má dẫn rủi xem, đi xem phim đi. Chứ không má đi theo á. Xin phép đi. Nói gì đi. Dạ không, xem phim đi cái khác được không anh? Được thì cứ xin má đi. Hỏi anh chi? Đây người có quyền đây nè. Dạ xin má cho phép con tối nay con dẫn bạn đi đập dịch. Rồi đi đập dịch. Đập dịch đâu buổi tối ông? Có. Không, nằm sen có chị. Em nghiên cứu rồi. Dạ. Kiếm cho hai cái thảo nha. Tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Đây có duyên lắm chứ bộ. Nắm tay, nắm tay. Nữa hả? Nữa. Nữa hả? Rồi, dắt đi đập dịch. Đập dịch đi. Trời đất ơi. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chưa có, chỉ có thích một người nào đó thì có. Thôi luôn. Được không? Dạ thật ạ. Anh bên anh nghe anh cười nè. À, rất là vui. Mình thấy những nụ cười của các bạn, tự nhiên mình cảm giác cũng rất là hạnh phúc ha. Hạnh phúc lây với các bạn. Tất cả mọi người đến đây đều có một cái ước mơ, một cái khát vọng hướng về một tương lai tốt đẹp, và chúng ta cũng mong là như vậy. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến đến với cặp đôi thứ hai luôn, xem là cặp đôi thứ hai ngày hôm nay có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Hả mà. Và bây giờ mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em chào chị ạ. Rồi, chào bạn. Bạn tên là gì? Dạ, em là Hà. Hà năm nay bao nhiêu tuổi, quê ở đâu nè? Em năm nay 29 tuổi, em quê ở Thanh Hóa. Rồi, mình đợi bạn trai của mình nha. Mời bạn trai. Rồi, chào bạn. Chào quán cả các trường quay, em chị gái Quách Tường ạ. Chào bạn. Dạ. Bên kia là Hà, quê ở Thanh Hóa.
Dạ em tên là Doãn Tân, em ở Nghệ An ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. Em đang làm kỹ thuật cho một công ty chuyên quản lý về tòa nhà. Kỹ thuật là cụ thể là gì bạn? Bảo trì hệ thống máy móc, điện lạnh, nước. Từ Nghệ An vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 8 năm rồi. Bạn ở với ai trong thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em ở một mình ạ. Còn bạn gái mình vào đây lâu chưa? Dạ em vào Sài Gòn được 10 năm rồi. Mình ở với ai? Hiện tại em ở một mình ạ. Thế mình nói rõ hơn một chút xíu về công việc của mình. Tại em là kỹ sư trang thiết bị y tế trong một bệnh viện ở Bình Dương. Cụ thể là mình làm gì? Em là mua sắm, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa. Về dịch vụ y tế? Không, trang thiết bị y tế. Trang thiết bị y tế. Vâng ạ. Hai bên cũng giống như kỹ sư vậy đó hả? Dạ. Có vẻ khô khan quá không? Dạ đúng rồi, nghề này khá là khô khan. Thì những lúc rảnh rỗi thì mình làm gì? Em thường đi lòng vòng và đi nhà sách ấy chị. Hoặc là em thường học tiếng Anh lúc rảnh rỗi là nhiều. Học tiếng Anh? Dạ. Những lúc đi chơi là mình đi với ai? Thường đi với bạn hoặc là đi mình. Vậy hả? Dạ. Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Mối tình thì chưa có, chỉ có thích một người nào đó thì có. 29 tuổi mà chưa có mối tình nào? Dạ. Có nắm tay hôn gì chưa? Dạ chưa. Chưa luôn? Thiệt không? Dạ thật ạ. Anh mình anh nghe anh cười nè. Ủa mà sao ngộ vậy? 29 tuổi mà sao chưa có? Sao? Có thể tại vì em hơi mạnh mẽ nên là các bạn nam có thể hơi ngại khi... Thì mình cứu người ta. Cứu người ta thì có thể không phải là cách của em. Bạn có khao khát có một mối tình không? Dạ có. Bây giờ mình muốn kết hôn chưa hay là mình tìm hiểu bao lâu? Em nghĩ là em phải tìm hiểu sẽ kết hôn nè. Bao lâu? Khoảng 1-2 năm gì đó. 1-2 năm. Ở gia đình có hối lập gia đình chưa? Dạ có, bố mẹ có hối. Rồi bạn trai, bạn nghe cô gái khi chưa có mối tình nào mình cảm giác sao? Em thấy cũng lạ, 29 tuổi chưa có mối tình. Lạ hả? Lạ. Lạ là lạ sao? Theo bạn thì bạn nó khó tính hay là sao? Chắc em nghĩ chắc bạn quá khó tính hay là bạn làm nghề giống là bên giống làm giống người giống đàn ông là kỹ sư, cái nghề nghiệp chắc giống khô khan quá. Còn bạn bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình. Lâu chưa? Dạ cách đây khoảng 7 năm. 7 năm qua một mình bạn? Dạ đúng là 7 năm qua mình em tại cái công việc với lại cái phấn đấu của em chưa nghĩ tới cái vấn đề lập gia đình, thành ra em sáng là ngủ dậy là vác cày đi, là chiều vác cày về thôi. Bây giờ đã muốn lập gia đình chưa? Dạ cũng đến thời điểm lập gia đình rồi chị. Nhưng mà 7 năm qua như vậy bạn có để ý một ai hay là có lưu luyến một ai không? Cũng có gặp một số người nhưng mà không có phù hợp với tính cách. Có vẻ bạn khó giống như cô bên kia. Đúng không? Có thể là vậy. Mong muốn một cái người đi chung con đường mình như thế nào? Không có bướng bỉnh quá, không có giống như thích cái gì làm cái đó, biết nấu ăn nấu nướng, bởi vì em biết nấu ăn thành ra em thích người phụ nữ như cái thế. Cái này dễ mà, thấy người phụ nữ nào cũng có đức tính hết trơn á. Dạ. Còn gì khó nữa không? Anh nghĩ em còn nhiều điều kiện nữa. Chứ nếu như điều kiện nó đơn giản, phụ nữ dễ chịu. Không có lý do gì 7 năm mà không tìm được đúng không? Không, 7 năm qua là chưa nghĩ đến vấn đề đó, vấn đề là gia đình, lo công việc, muốn lo cái gì đó sau có đầy đủ rồi em mới lo cho gia đình. À, bây giờ có sự nghiệp chưa? Dạ, công việc thêm đó tạm thời là ổn định. Dạ. Nếu bây giờ lấy nhau thì khoảng bao lâu? Thì nếu nhanh thì 6 tháng, còn chậm hơn thì khoảng 1 năm sau em sẽ cưới. Nếu mình cũng chuẩn bị lớn tuổi rồi ha. Dạ, nói ngoài có kế hoạch rồi, có nhà cửa gì chưa bạn? Dạ em đã có nhà ở đây rồi chị. À, nhà riêng luôn ha. Dạ dạ. Mình ở với ai? Dạ em ở bên mình chị ơi. À vậy được, được rồi, để hỏi cô này. Mình có thể giới thiệu một chút xíu cho bên đó nghe về những điểm mạnh và điểm yếu của mình chẳng hạn. Em thì hòa đồng vui tính nhưng mà có thể hơi ít chia sẻ cái vấn đề suy nghĩ của mình, nên là có thể sống hơi với nội tâm. Nội tâm. Dạ. Điểm mạnh của em là em luôn luôn đúng giờ trong tất cả các cuộc hẹn, làm việc có thể hơi nguyên tắc và hơi cầu toàn trong công việc. Mình mong muốn một người đồng tương lai như thế nào? Dạ, trước tiên là phải thương em và phải biết quan tâm đến gia đình và phải có mục đích rõ ràng cho cuộc sống. Về ngoại hình? Dạ, chị đừng có xấu quá và nên cao hơn em một chút xíu. Bạn có nhóm mình đáp ứng được không? Chắc có cái điểm cuối cùng là ngoại hình, thì ngoại hình em thuộc dạng xấu nhất họ. Đâu có xấu đâu, ngoại hình dạ. Được em mà. Thấy tự ti với bản thân em về cái ngoại hình. À. Dạ. Thành ra em không tự tin lắm với khi tiếp xúc với gọi là khác giới. Ừ, tức mình không tự tin nữa hả? Dạ, đúng rồi, không tự tin. Bạn đâu có gì đâu, đẹp trai mà. À. Anh là người đầu tiên khen em đẹp trai. Không thật sự mà. Đẹp trai quá thì không đẹp trai quá, nhưng mà đại khái là rất là ưa nhìn. Dạ. Nhẹ nhàng, dễ thương mà. Chị thấy sao chị? Cũng được. Đâu có gì đâu, bình thường. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m7 chị. Vấn đề do có lẽ là nhút nhát. 32 tuổi. Dạ. Có nhà cửa ổn định rồi, công việc ổn định. Vậy là quá tốt rồi chứ. Em không thích cái điểm nào ở người phụ nữ? Bướng bỉnh quá. Thích gì làm nói, không cần suy nghĩ người khác như thế nào hết. Ngoại hình thì ngoại em thì có không cần suy nghĩ, bình thường thôi. Theo cái cảm tính, cái cảm giác của tôi là tôi thấy cặp này là xứng. Nếu mà xứng thì bao nhiêu lâu mình tiến tới hôn nhân được? Thì hôm nay mình nói là đó, khoảng từ nhanh thì 6 tháng, còn trễ hơn thì 1 năm thì rồi. Tốt nhất là 1 năm sau là đúng hơn. 1 năm sau là đúng hơn ha, kể từ ngày hôm nay ha. Dạ, đúng rồi. Được, anh này được đó.
Cái khoái nhất là cái vụ mà ổn định, có nhà cửa, công việc ổn định. Mình phụ nữ mình cần như đó thôi cho nó khỏe. Để anh coi đi. Dạ em chào anh Quyền Linh ạ. Dễ thương ha. Ngạc nhiên ha. Ừ, rất là ngạc nhiên luôn á. Đúng là có thể tại vì em thường tập trung vào học tập và làm việc á, nên có thể chưa có thời gian để... Anh nghĩ chắc ở cơ quan em nhiều người đeo đuổi em lắm á chứ. Dạ không có. Kỳ. Sao kỳ ta, không lẽ cơ quan em không có người đàn ông? Dạ có, nhưng mà tại vì thường là lớn tuổi hơn à. Lớn tuổi hơn. Hoặc là nhỏ lớn tuổi hơn. Lớn lớn chứ cũng thấy cũng đẹp chứ bộ. Dạ lớn nhiều, các bác có gia đình hết. Các bác không hả? Không dạ. Có là nhỏ không? Tại vì em làm bệnh viện hả các bác? À các bác không hả? Dạ. Rồi. Số 1 luôn. Bây giờ mình sẽ cho hai bạn gặp nhau để trò chuyện trực tiếp với nhau xem là có hợp ý với nhau hay không nha. Vấn đề ở chỗ nè, em phải tìm ra cái chìa khóa để mở cái cánh cửa này. Anh nghĩ rằng đây là một cánh cửa rất là đẹp. Ha. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Dạ chào anh. Có món quà tặng mà. Bạn ghét nhất là đàn ông cái gì? Về cơ bản em không thích con trai hút thuốc. Không ngửi được mùi thuốc lá. Dạ. Con nhậu thì có thể được vì ai cũng nhậu. Là người con trai nhanh nhậu quá hoặc là nói chung là có tính định hót em không có thích. Nhìn mình có nhanh nhậu quá không? Hiện tại thì em chưa thấy. Tình yêu thế nào nói đi bạn. Trời ơi gì mà gái dữ vậy? Cảm giác thế nào? Của người đối diện của mình. Bạn cười rất đẹp ạ. Cảm ơn anh. Cái gì vậy? Nhìn thẳng vào mắt bạn rung dữ lắm hả? Sao mà gì mà gồng cứng ngắc vậy? Thả dạ. Lỏng ra. Dạ em rung dữ lắm. Sao anh rung vậy? Anh cứ tự tin đi. Bạn đồng ý hay nói với mình nha. Hả? Có, không hẹn. Em muốn hỏi biết thêm suy nghĩ của anh về người vợ trong gia đình tương lai, phải có cái yêu cầu gì đặc biệt không? Mình rất thích người phụ nữ là có cái khoảng thời gian không dành cho gia đình, biết nấu nướng. Thường thì mình đi làm rất chiều tối, mình mắc mong là người phụ nữ biết nấu ăn về chiều tối. Vậy anh có thích một người vợ mà có quá nhiều tham vọng trong công việc không? Chưa chắc bạn đã tham vọng bằng mình, thành ra mình cũng thích như đó. Quan niệm về hôn nhân như thế nào? Nếu mà mình hẹn hò với nhau 6 tháng sau có thể cưới nhau được không? Cái đó phải xem là mình có hợp với tính cách của nhau hay không đã. Em nghĩ là như vậy. Có một câu gì thật là tình cảm rồi bạn trai. Tại em đang kỹ thuật rất khô khan, thành ra để nói từ lãng mạn thì giờ tự nhiên em không có thể không giải xuyến ra được. Và giống thì như... bây giờ suy nghĩ đi đó. Trước một người con gái xinh đẹp thế, mình nói một câu gì thật tình cảm lãng mạn được mà. Không có bỏ qua đi. Ráng chịu anh nha. Để bạn gái nói đi. Dạ thôi em không có bỏ qua anh. Cảm nhận của hai bạn khi lần đầu tiên gặp mặt nhau như thế nào? Em thấy có thể muốn biết tìm hiểu nhiều hơn về anh. Mình cũng giống như bạn, mình cũng mong là được tìm hiểu thêm về bạn rất nhiều nữa. Hết thời gian. Chán hai cái ông này quá. Về phải bên đọc sách tình yêu cho nó nhiều trơn, nhiều vô. Đọc ngôn tình à? Nhiều vô. Em chỉ hay đọc sách kỹ thuật chứ còn tình yêu thì hơi... Đấy, thành ra nó hơi khô khan đấy. Sau này khi mà người ta lấy nhau về phải có những cái lời tình cảm chút xíu ha. Chứ không lẽ về nói em ơi em giống cái máy quá. Cái máy mình làm bảo trì cho. Thì nó kỳ cũng khô khan quá đúng không? Hy vọng là hai người sẽ bảo trì lẫn nhau. Nào, chúng ta có 3 tiếng đếm. 1 2 3. Ngọt ngào thì không có ngọt ngào ha, bấm nút thì lẹ lắm, hai bên lẹ như nhau, ba cái bập bập liền. Mình có thể cầm tay nhau, mình nói không được, mình truyền cảm xúc qua nhau, truyền điện qua nhau. Nắm chặt vô, đừng bóp tay ta đau quá nha. Mấy năm nay em bị cầm kèm với bước tiếp bước kè với bố không, hôm nay cầm tới con gái rồi mày và rất rung. Rung lắm hả? Em cảm nhận như thế nào? Em hơi run. Em cũng run luôn. Dạ. Thấy có miếng điện nào truyền qua không? Có sẹt gì chưa? Chắc đang tê quá. Có một ít à? Có một ít à ha. Như vậy là được rồi. Đây, chiếc vé xem phim. Chúc các bạn thật hạnh phúc nha. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Freelux. Chúc hai bạn có những không gian để mà tìm hiểu nhau, dành cho nhau những lời ngọt ngào hơn. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn hai bạn. Rất là dễ thương à, nhưng mà vấn đề chỗ hơi khô khan chút xíu thôi, hơi mắc cỡ chút xíu. Nếu như thêm một chút vị ngọt của tình yêu thì anh nghĩ rằng cái mối tình này nó sẽ bền chặt hơn. Được rồi, gãy lớn không? Dạ cũng ít ít.
nhiêu? Mấy mẫu à? Mấy mẫu? Ngon lành, xin lỗi rồi nha. Mấy mẫu nha. Rồi, chào bạn. Chào bạn. Em giới thiệu về mình đi. Em tên là Kim Tính, 30 tuổi. Em là quản lý công ty cho gia đình. Quê mình ở đâu? Em ở Bình Dương. Bình Dương. Là làm việc ở Bình Dương luôn hay là... Dạ, đúng mình... rồi. Công ty ở Bình Dương luôn. Rồi. Chờ mình chờ bạn trai của mình ra nha. Xin mời bạn trai. Chào bạn. Dạ, xin chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường. Em tên là Nguyễn Tiến Hồng. Em đến từ Bình Dương và nghề nghiệp của em là nhân viên bảo vệ của một trường học. Nhân viên bảo vệ hả? Dạ, bảo vệ. Hèn chi nhỏ con quá ha. Làm việc ở đâu bạn? Dạ, em làm việc ở Bình Dương chị. Bình Dương luôn? Dạ. Nhưng mà nhà mình Bình Dương luôn hay dạ, sao? Dạ, nhà em lúc trước ở Bình Phước nhưng mà giờ chuyển về Bình Dương luôn rồi chị. Ủa vậy hồi ở Bình Phước là mình làm cái gì? Dạ, hồi em ở Bình Phước em làm đoàn thanh niên xã, phó bí thư xã đoàn chị. Ghê vậy đó. Dạ. Và sao tự nhiên đi về Bình Dương làm bảo vệ? Tại gia đình chuyển về Bình Dương hết đó chị. Vậy là mình cũng ở gần với nhau rồi. Dạ. Ha, mình muốn hỏi bạn trai gì không? Hay Bình Dương khúc nào coi có gần nhà nhau không? Dù khi hai người quen nhau rồi luôn rồi đó. Nói đùa thôi, thế mình giới thiệu một chút về những cái sở trường của mình. Em hài hước, em thích vui vẻ, em thích kể chuyện cười cho bạn bè nghe làm cho mọi người vui á. Bạn nói cụ thể về công việc của bạn. Dạ, công việc của em thì trực một ngày làm ngày nghỉ. Thức đêm nhiều quá có ảnh hưởng sức khỏe dạ, không? Trường học nên không có thức đêm. Ở chung gia đình hay sao? Có hai mẹ con thôi, còn em gái với có chồng với anh hai có vợ con hết rồi. Rồi lấy vợ về là ở chung với mẹ? Dạ, chắc vậy. Mẹ bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, mẹ năm nay là 60 mấy rồi, 61, 62. Coi như nhà phải chăm sóc mẹ đúng không? Dạ, mẹ chăm sóc em thôi. Sao vậy? Mẹ lo cho em không? Mẹ lo là chưa lấy vợ đúng không? Dạ. Mẹ sợ ế hả? Dạ. Có dắt cô nào về ra mắt mẹ chưa? Một mối thì dắt về rồi. Tức là dắt về mới một mối thôi. Dạ. Rồi mẹ có đồng ý chưa? Dạ thì mẹ cũng đồng ý nhưng mà cuối cùng cũng không hợp nên tụi em chia tay. Ủa mà nó nghe nè, bây giờ mà hồi đó giờ là mẹ nuôi rồi, bây giờ thí dụ lấy vợ về rồi ai nuôi vợ? Dạ chắc hai vợ chồng nuôi nhau chị. Tưởng đâu nói mẹ nuôi luôn. Nãy bạn nói là bạn làm quản lý trong gia đình đúng không? Dạ. Trước đó bạn có làm công việc gì khác không? Dạ không, em học ra là em làm cho ba mẹ thôi. Cho tới tận bây giờ luôn. Nhưng mà 30 tuổi bạn cũng rất là ok mà không có ai đeo đuổi mình hả? Nguyên nhân tại sao? Lý do ấy thì đến giờ em cũng chưa biết. Mình phải biết mình mới khắc phục được. Mình thấy mình có khuyết điểm gì không? Khuyết điểm của em thì em đẹp quá sao? Nhiều người nói là em đòi hỏi cao quá. Cao là cao như thế nào? Ví dụ em đòi hỏi cái gì? Em thích một người đàn ông thành đạt, biết lo lắng cho gia đình, cưng chiều bạn gái, yêu trẻ con và có hiếu với ba mẹ. Cái đó thì tất cả các người phụ nữ đều mong muốn như vậy. Chị cũng không nghĩ là gì cao hay là quá khó khăn. Nhưng mà những người em gặp có lẽ là không đạt được cái mức độ như vậy. Cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? Em không thích người keo kiệt, không thích người gia trưởng, độc tài quá. Thế lại bất hiếu với ba mẹ. Mình cũng đồng quan điểm với bạn. Anh ơi, im lặng quá vậy? Dạ, dạ. Đang nghe. Nhưng vấn đề chỗ bạn nói là những cái tiêu chuẩn bạn đưa ra đó, thành đạt cụ thể như thế nào? Thí dụ người ta thành, ta có công việc ổn định nè. Như vậy được gọi là thành đạt chưa? Dạ, hay là thành đạt là phải người giàu có? Muốn cái có. Mức thành đạt là thành đạt như thế nào? Nếu có một vị trí xã hội thì càng tốt. Cũng hơi khó. Tôi được biết rằng anh đang học trung cấp chính trị. Chính trị. Dạ. Đang học trung cấp chính trị đúng không? Dạ không, em học xong rồi. Học xong luôn dạ, rồi. Học xong lâu rồi. Bây giờ là xong cái lớp đó là cái con đường thăng tiến đang tiến lên đấy. Dạ, lúc đó ở trên quê thôi anh, ở Bình Dương người ta đòi hỏi phải đại học trở lên. Bây giờ bạn tiếp tục học được không? Dạ được. Mình đang hướng tới cái điều đó hả? Hướng tới của em thì mai mốt được cho biên chế của trường rồi xong mới đi học tiếp. Đó là một cái nỗ lực trong cuộc sống ha. Bạn muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Về tính tình thì hiểu mình, biết cách giao tiếp với mọi người trong xã hội nữa. Mà biết chăm lo gia đình, biết lo cho ba mẹ, thương ba mẹ rồi thì được rồi, em không có đòi hỏi nhiều. Ngoại hình? Em không có quan trọng về vấn đề ngoại hình. Bây giờ là mình phải nói những cái ưu khuyết điểm của mình cho bên kia biết. Dạ. Ưu điểm của em thì hòa đồng, nhiệt tình trong công việc, biết lo gia đình, không nhậu nhẹt, quậy phá. Còn khuyết điểm của em hơi nhút nhát, với lại tính tình của em hay tin người á anh. Dễ ba phải, ai nói gì cũng tin hết. Cái này nguy hiểm quá. Bởi vì bạn đang làm bảo vệ. Dạ. Mà bạn nhút nhát, dạ. Hay tin người nữa. Dạ. Lúc trước giờ. Giờ sao? Giờ thì em là bảo vệ thì nhiều khi tính tình đổi hơn xíu. Đúng rồi, với bảo vệ mà tin người. Dạ. Vô ta lấy hết. Hay là nhút nhát người bảo vệ, nhút nhát người thấy người trốn có tiêu rồi lấy người bảo vệ. Đúng không? Dạ. Hả? Nhưng mà mọi người nhìn tướng của em thì nhìn cũng sợ chứ anh. Sợ. Anh ơi, nhưng mà bên đây á,
Nhưng mà được á là ngày mai kết hôn luôn cũng được nữa. Thế là anh đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Dạ mẹ của em cũng hối lắm mà chị ơi, nếu mà được em cũng muốn kết hôn sớm. Nhưng mà mình đã chuẩn bị gì cho kết hôn chưa? Thì trước khi đi em kêu là mẹ lỡ mà em cưới có chuẩn bị gì chưa, mẹ kêu là có rồi, chuẩn bị hết rồi, sẵn sàng hết rồi, được là mẹ chịu thôi, mẹ tổ chức hết. Có nghĩa là mẹ sẽ đứng ra tổ chức hết, còn mẹ mà không tổ chức là bạn bó tay. Dạ chứ tại vì em làm bảo vệ lương cũng thấp lắm chị. Mẹ lương cao? Dạ mẹ lương cao hơn em. Bạn hôm nay đi mình có người thân ủng hộ mình không? Dạ không. Bạn trai đi có người thân không bạn? Dạ có chị. Mẹ hả? Dạ không, em vợ chồng em gái em chị. À đâu vợ chồng em gái? Dạ đang bằng áo cam với đi áo xanh. Em ở nhà em thấy mẹ chuẩn bị gì rồi? Dạ đầy đủ hết đó chị. Đầy đủ cái thí dụ gì em nói chị nghe thử. Dạ của hồi môn gì là có hết. Nhà cửa hay đất đai, tiền bạc hay vàng? Dạ có luôn. Có luôn. Chắc hôm nha. Thấy chị vẫn được không? Dạ em thì thấy được nhưng mà không biết chị có chịu anh em thôi. À, ủa sao vậy? Anh của em bị gì hả? Tại vì em thấy những điều kiện của anh em thì thấp hơn điều kiện của chị. Mình chỉ đặt cái tiêu chí thôi. Như có thể ta yêu nhau thì hình như tất cả mọi thứ đều xóa tan hết. Không lo điều đó. Nhưng mà hồi nãy em nói của hồi môn là cái gì em biết không? Dạ không luôn. Có mình mẹ em biết à? Dạ. Rồi cảm ơn em. Bây giờ nếu mà về ngoại hình á thì em có không thích cái điểm nào ở người đàn ông không? Em không cần đẹp trai, có duyên là được rồi. Cái duyên này nó khó lắm, cái phạm trù nó rộng lắm. Nhìn người có duyên khác với người vô duyên. Nhiều khi tôi thấy có duyên mà cô thấy vô duyên. Rồi tôi thấy cô vô duyên, cô thấy có duyên, sao tôi biết được. Chị sao em chào vậy? Chị. Hơi duyên duyên. Cười cái thấy nửa duyên. Gãi gãi hết duyên. Gì vậy, gì bẻ tay bẻ chân vậy? Thấy chị em hồi hộp quá, run quá. Sao hồi hộp? Mới thấy tôi mà hồi hộp mà lát thấy bạn gái này còn sao? Nó nghe nè. Dạ. Bây giờ mình phải tự lập chứ không lẽ mình cứ nhờ mẹ hoài. Dạ thì cũng cố gắng vậy. Cố gắng bao lâu nữa? Gì vậy, muốn khóc hả? Không có đâu chị. Chứ sao? Tại em cũng mới về Bình Dương á. Mà giờ có hai mẹ con cho nên phải ở với mẹ. Vẫn còn trong vòng bí ẩn. Trời ơi, khổ quá. Nhưng mà cái điều kiện đặt ra đó, anh vẫn có băn khoăn cái điều này nè. Là thành đạt, mình nếu có vị trí trong xã hội càng tốt. Ai cũng mong muốn. Nếu như một cái anh chàng làm bảo vệ, có công việc ổn định, gia đình cũng ổn định, kinh tế cũng ổn định, ảnh thương yêu vợ con hết mực, vậy thì tốt quá rồi. Có thành đạt hay không? Đối với ảnh nhiều khi như vậy là thành đạt, đối với em thì chưa. Đối với em là chưa, cái điều khoản này hơi căng. 30 tuổi. Đừng, em đừng có nhấn tuổi 30 tuổi, người ta vẫn còn trẻ đẹp thế này mà. Nhưng mà thay vì tuổi này là có con có cái rồi. Không sao, phụ nữ hiện đại là 30 tuổi không là vấn đề gì hết. Người ta tới 60, 70 tuổi người ta mới lấy chồng mà, có gì đâu. Chuyện bình thường. Ha. Dạ. Nói chung là do em thuyết phục thôi. Dạ. Ha. Em không thích gì mà người vợ em đối xử với em sau này? Em không thích người vợ mà cứ chê bai chồng. Đánh đập tàn nhẫn chồng. Dạ không, chê bai chồng coi mình là mà về mặt gì cũng nói là chồng thua kém mình, em sợ cái đó thôi. Thì sợ mình phải cố gắng lên chứ giờ sao, không lẽ giờ mình làm lương thấp bắt vợ mình làm lương thấp? Dạ không chị. Ý anh không phải như vậy, tôi dạ. Biết ý ảnh. Tức là vợ làm lương cao gì cũng không biết. Nhưng về nhà thì vợ chồng hòa thuận nhau, đừng có nghĩ mình làm lương cao cũng nói gì nói. Dạ đúng rồi. Chửi chửi mắng đánh đập. Đúng rồi anh. Phải không? Dạ nói đúng. Anh có nghĩ một cái con đường kinh doanh sau này không? Dạ em có hướng đó anh. Hướng làm gì? Dạ có hai hướng, một hướng là định mở tiệm photocopy ngay đại học Thủ Dầu Một Bình Dương á. Là nhà gần đó hả? Dạ gần đó. Trời ơi ngon quá rồi. Nhưng mà khổ nỗi là cái hướng của anh hai hướng cho em khác nữa. Hướng anh hai hướng gì? Anh hai hướng cho em là cái miếng rẫy ở trên quê á, là của em thì bán cho em để về Bình Dương mở nhà trọ cho em. Trời ơi quá tốt. Ủa khoan xíu, của em bán cho em là sao? Dạ có nghĩa là cái phần của em hưởng á thì bán đi rồi về mua cho em xây nhà trọ cho em quản lý. Được rồi, rẫy lớn không? Dạ cũng ít. Nhiều? Mấy mẫu à? Mấy mẫu? Ngon lành, xin lỗi rồi nha. Mấy mẫu nha. Bây giờ không chịu nói. Trời ơi, nhổ râu. Kéo màn lên. Mình phải thoải mái lên. Giờ có mấy mẫu rồi. Bây giờ không nói cái vụ đó. 3, 2, 1.
mạnh dạn lên, có tôi sau lưng, kêu tôi coi dài công thôi. Chào em ở Bình Dương, em ở khúc nào em? Ở gần với là Tân Dạng. Rồi em làm ở đâu? Công ty cũng ở Bình Dương. Anh ở chung với mẹ hả? Đang thì bây giờ mẹ, anh hai với em gái có chồng có vợ hết rồi, anh có mình mẹ, anh phải ở với mẹ chứ. Mẹ anh sao mà vừa nói tới mẹ rồi anh với em gái đều khóc vậy? Không thì không có, tại thương mẹ thôi, mẹ lo cho anh em từ nhỏ giờ, nói tới mẹ thương mẹ. Những người mà thương mẹ thì ai cũng thương hết trơn á. Tình cảm lắm. Không, cô này thích, hồi nãy cô nói cô ghét người bất hiếu. Em 30 tuổi là em sinh năm 86. 86, anh 85. Em có gì hỏi anh không? Khai nữa đi, ngoài mấy mẫu đó là còn chỗ nào nữa khai luôn đi. Dạ hết rồi chị. Nhá hàng vậy thôi. Em không có yêu tiền của ai hết. Mà ở đây mình nói là về cái cơ sở vật chất để đủ cơ hội lấy vợ thôi. Chứ không phải lấy rẫy ra khoe. Anh cũng không khoe của, mà anh cũng không có tiêu tiền của người, của một bạn gái hay người yêu gì đâu. Em cảm nhận về anh sao? Thấy anh mập quá hay sao? Anh dễ thương, thật thà. Anh thật thà lắm. Anh là người cũng biết chăm lo gia đình lắm. Làm việc nhà đồ anh cũng siêng lắm. Nếu mà em... Nhìn ông kia chi? Thằng hỏi nhắc gì quên nữa. Tắm rửa giặt giũ rồi lau nhà quét dọn bảo vệ em gì đó suốt cuộc đời, ô xin suốt cuộc đời cho em. Thí dụ vậy nói đi. Trong tình yêu thì anh thật thà lắm. Nếu mà em đồng ý thì anh sẽ bảo vệ cho em suốt đời. Dạ. Hay vậy. Anh nữa. Câu này của anh hay của tôi? Của em, của em. Ừ. Hết thời gian. Duyên tới không tới tùy nó. Suy nghĩ thật kỹ ha, và quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rất tiếc là bạn nữ không bấm. Dạ. Cũng không sao cả. Dạ, không sao. Mỗi người một quan điểm. Dạ. Nhưng mà lý do bạn có thể nói chút xíu về tại sao mình không bấm. Dạ anh dễ thương, ảnh thiệt thà đó. Nhưng mà em thì quan trọng cái nhìn đầu tiên. Không thích này, không thích. Nhưng mà anh cũng đừng buồn. Tại vì mình không dành cho người này thì mình dành cho người khác đi thôi. Đúng vậy. Dạ. Điểm rất rõ ràng, không sao cả. Dạ. Hy vọng rằng bạn cũng sẽ tìm được một người yêu đúng ý mình. Và bạn gái cũng vậy. Và thay mặt cho chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Rinus. Chúc hai bạn sẽ có được những niềm vui trong cuộc sống và mong rằng một ngày gần đây nhất các bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Rồi, em cảm ơn chị, cảm ơn anh Quyền Lê, cảm ơn quý vị khán giả. Chào nội về nha. Em xác định là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, chuẩn bị có nhà riêng ở Hóc Môn. Ngon nha, bên đây là có hồi môn ngon rồi nha. Quan điểm cô gái thì đã từ đầu đã như vậy rồi. Đúng rồi. Em cũng có cảm nhận là của nếu cô ấy bấm nút thì cũng chưa chắc là bậy à, là bậy à, đúng rồi. Nói chung là các Tường và Quyền Linh làm hết cái khả năng của mình thôi, còn có quyền quyết định cảm nhận cũng là do những cái người họ ngồi trên đây họ cảm nhận. Cặp đầu tiên chưa có duyên, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mang. Mời bạn trai. Mời bạn ngồi. Dạ. Anh chào anh Quyền Linh, chị Tường, chào toàn thể quý vị khán giả. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Văn Dũng, 26 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hồ Chí Minh mình. Mời bạn nữ. Em xin chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, anh Dũng và các bạn khán giả. Rồi chào bạn. Em là Thu Hoàng, năm nay em 25 tuổi, em đang làm nhân viên may mẫu của công ty Gamex Sài Gòn ở Gò Vấp. May mẫu tức là may những cái mẫu quần áo đúng không? Dạ may mẫu quần áo. 25 tuổi. Dạ. Rồi, Hoàng có thể giới thiệu thêm một chút xíu nữa về mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm yếu là em không biết chăm sóc bản thân. Tức là khi em buồn hay là lo lắng một điều gì đó thì nó hay bị lún sâu á, em thường hay mất ngủ và bỏ ăn. Vậy là không được rồi, mình phải chăm sóc bản thân của mình chứ. Em sẽ cố gắng khắc phục ạ. Còn điểm mạnh của mình? Điểm mạnh em có tính tự lập rất tốt và nấu ăn cũng ok ạ. Nấu ăn cũng được. Rồi, thế bên kia sao? Bên đây điểm mạnh điểm yếu thầy nói luôn. Điểm mạnh thì không nghe không, chẳng có gì, chỉ có là khiêm tốn và dũng cảm. Khiêm tốn thật thà dũng cảm. Dạ. Rồi điểm yếu là hơi nhút nhát. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? À, hai mối tình rồi. Bây giờ mình sẽ tìm người yêu như thế nào? Thì một người là nhất là biết chăm lo gia đình. Vì em là con một, em muốn tìm người vợ là chăm lo ba mẹ em. Ba mẹ mình đang ở đâu bạn? Dạ ba mẹ ở quê nhà Củ Chi á chị. À bây giờ bạn lập gia đình là vợ bạn phải về làm dâu hả? Dạ. Em có chịu làm dâu không?
Dạ em làm dâu được ạ. Chà, cái tướng như vậy mà làm dâu nữa không biết làm sao mà nha. Củ Chi bạn thấy có xa lắm không? Em xác định là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn, chuẩn bị có nhà riêng ở Hóc Môn. À em có nhà riêng rồi? Dạ không, chung cư ạ. Tức là em sắp chuyển tới ạ. Rồi chúc mừng em. Ngon nha, bên đây là có hồi môn ngon rồi nha. Cái đó là của em tự làm ra đúng không? Tự lập đấy ạ. À giỏi, giỏi, rất là giỏi, rất là ngưỡng mộ em. À vậy chị hỏi một câu nữa, nguyên nhân tại sao em ế? Vì thời gian em dành cho công việc và phụ gia đình nuôi hai em học. Bây giờ hai em đã học thành tài hết chưa? Một em ra trường rồi và một em đang học mà năm 2. Bây giờ muốn thật sự muốn lấy chồng dữ lắm chưa? Muốn thì muốn lấy chồng rồi nhưng mà em phải tìm hiểu cỡ 1 năm 2 năm thì mới tiến tới hôn nhân được. Em muốn người chồng mình là người như thế nào? Về tính cách thì anh là người phải có hiếu với bố mẹ và biết tự chăm sóc bản thân mình. Thế điểm nào em không thích ở người bạn trai? Em không thích nói quá nhiều, với bên ngoài thì không thích nhuộm tóc. Với lại chạy xe máy mà chạy phóng nhanh vượt ẩu, em ngồi sau em chạy dẫn. Ủa có chạy xe, có lạng lách, có đua xe không bạn trai? Dạ không chị ơi. Gái rất là tự lập thì bạn trai cảm nhận như thế nào về điều đó? Em hơn tuổi, 26 tuổi mà bây giờ chỉ nghề nghiệp ổn định thôi chứ chưa khả năng mua nhà cho bạn gái, rất là ngưỡng mộ. Mình đang nghĩ tới tương lai thế nào, nếu như mà lập gia đình hai vợ chồng sẽ làm gì để phát triển kinh tế? Phát triển kinh tế hiện tại em đang làm ở quận 3 thì cũng đang làm việc bình thường thôi. Còn gia đình em thì nuôi bò sữa Củ Chi. Thì nếu mà quê nhà nuôi khuyến bò chắc cũng được. Cũng được, nuôi bò sữa cũng tốt mà. Dạ. Cái nghề nuôi bò sữa phát triển nhanh lắm mà. Dạ. Ngoài những lúc rảnh rỗi bạn làm gì? Chỉ có nằm nghe nhạc, đọc sách không ngủ. Nghe nhạc là nằm ngủ thôi. Chà, cũng hơi tự kỷ lắm nha. À, chào bạn. Bạn bên đây rất gọn gàng, rất là công chức ha. Kế toán mà tính kỹ càng lắm. Bên đây lo cài quá. Lo cài quá, cố gắng bên đây phải đưa về uống sữa bò thêm mức. Nói chung là phải chăm sóc. Tình yêu cũng vậy, chăm sóc nó phát triển lên ha. Dạ. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không? Dạ, có em gái và bạn ạ. Chào em. À, em chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh và chào khán giả. Em tên là Lan, là em gái của chị Thu Hoàng ạ. À, bình thường trong nhà chị là người như thế nào? À, nói với chị em thì chị em rất tuyệt vời ạ. Nói chung là lo cho các em từ nhỏ đến lớn, nói chung là rất tuyệt vời ạ. Chị cũng nghĩ vậy. À, nhưng mà rồi em thấy anh cái bên đó là sao? Ban đầu em cảm nhận thì cũng được, còn về tính cách và cảm nhận là do chị em. Rồi, chị mình trai. Lo cho mình không? Nhiều rồi ha. Bây giờ phải có mái ấm gia đình riêng ha. Có một mình đi mình để chị Cát Tường trò chuyện với em kìa. À chào chị ạ. Tướng nhỏ bụng bự vậy? Ngồi nhiều quá chị. Nhiều nên nay dồn chứ. Có nhậu nhẹt gì dữ không? Dạ cũng có, nhưng ít thôi. Bây giờ bạn ấy có cái chung cư ở Hóc Môn. Dạ. Rồi lấy nhau về, thí dụ như là ở đâu? Ở đâu? Em thì ở đâu cũng được, Hóc Môn cũng được, về Củ Chi hai bên gần nhau. Chắc tiện đi qua đi lại có nửa tiếng rồi chị à. Về chung cư nuôi bò. Dắt mang bò sữa về phòng mới nuôi. Rồi, thôi bây giờ để cho hai bên nhìn nhau đi. Rồi, kéo màn lên cho hai bạn ấy gặp nhau đi. Phải chăm sóc bản thân kỹ một chút nữa nghe không? Dạ. Nhớ sao mà lo bò sữa bò uống là được rồi. Bắt đầu. Chào anh ạ. À, chào em. Quê ở đâu vậy? Quê ở Thanh Hóa. Em vào đây lâu chưa? Em vào 6 năm ạ. Có làm bài thơ tặng bạn đó. Đọc luôn đi. Chiều nay nghe gió mùa đông thổi, gió lạnh ùa về có mái tóc bàn tay. Chắc năm nay mùa đông đã về vội, nên nhủ lòng phải kiếm gấu thôi. Dạ, cái này em mới làm thôi ạ. Thấy gấu đó được không? Dạ, được ạ. Đạt chuẩn ạ. Bạn trai cảm nhận về bạn gái làm sao? Chung là ngưỡng mộ em quá, rất là tuyệt vời. Cố gắng thi ạ. Có cải thiện vóc dáng được không? Sống quá. Sống quá. Thấy sao? Dáng ốm giờ chuẩn rồi. Ốm mà ốm chuẩn nữa. Ốm chuẩn. Rồi bạn Trang có tiêu chuẩn gì không? Em hâm mộ Huỳnh Hiểu Minh. Mà anh thì cũng đẹp trai cả Huỳnh Hiểu Minh rồi. Nên là tiêu chuẩn đẹp rồi. Yeah. Còn có 30 giây thôi đó. Sao thuyết phục cho người ta đi, người ta hẹn hò với mình. Em thấy em cười hôm nay. Nụ cười của em rất là đẹp. Cảm ơn anh. Anh đã chọn cô độc thời gian dài để chờ một tình yêu đích thực. Bây giờ tình yêu đó có lẽ sẽ sắp đến khi anh gặp được em ngày hôm nay. Hay. Nói phải vậy mới hay.
Quá hay. Cô gái đáp lễ liền, nói liền. Trái tim đập lên liên hồi ạ. Liên hồi. Hay hát một câu gì đó tỏ tình đi. Anh hát được không ạ? Em rất muốn người mà trai hát được được chứ bù lại em à. Vậy em biết. Em biết là bài Nợ Duyên không? Dạ biết ạ. Rồi. Nhưng mà đừng nói em song ca nha. Em hát song ca với anh. Em hát là ở đây thành thảm họa của chương trình. Dạ hát đi. Thì hát trước đi. Hoạt động là tấm lòng thôi. Bóng dáng ngày đẹp xinh cho lòng ta đang chìm đắm. Với áo dài tung tăng em bước đi lòng anh xiên sau. Này người ơi xin dừng bước cho anh làm quen cũng được chuyện cho. Này nhà bé ở đâu cho anh xin tiếng em chung đường. Ai có quen gì anh sao tự nhiên đi cùng hướng. Biết chỉ nhà người ta xin tránh ra nhường em lối đi. Mà nhà em thiệt là xa. Em lên rồi ạ. Sẽ bị đôi hẹn mơ nhanh lắm. Vậy là quá dễ thương rồi. Rồi dễ thương rồi, dễ thương rồi. Giờ quyết định bấm nút. Ăn nhiều chút cho mập nha. Nhớ nha, xuống Củ Chi phải uống sữa nhiều vô. Có muốn nụ cười đó thuộc về mình hay không? Có muốn mỗi buổi chiều chở sữa bò từ Củ Chi xuống hay không? Chúng ta chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Ba tiếng đếm sẽ biết được điều đó. Một. Hai. Ba. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay bạn gái một cái coi. Đúng là có nụ cười rất là dễ thương, rất là đẹp. Nhưng mà chị đó chưa nhớ chăm sóc bạn gái chút xíu nha. Ăn nhiều vô chút nha Trương. Thôi được rồi, có nhà rồi, bớt bớt làm đi. Bây giờ anh là phải làm. Dạ, em đang làm á. Ừ, chăm sóc cho bạn gái nghỉ ngơi, ăn uống nhiều chút. Những cái vé xem phim của chương trình dạ. Chúng ta sẽ có điều kiện để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Rồi, đây thay mặt cho chương trình tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ nhanh chóng báo tin vui cho chúng tôi. Dạ, cảm ơn. Rồi, chúng ta nắm tay đi xem phim.